Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 266, diễn đàn độc lập xin trình bày, tổng thống thứ 45 chiến thắng pháp lý và một năm chỉ hao tài mà thôi. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Thưa quý vị và các bạn, điều đã biết là Bộ Tư pháp cho FBI đột kích vào tư dinh Malago của Tổng thống 45 vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Người thiếu bình tĩnh tưởng chừng là ông ở bên bị, nhưng sự thật ông đã trở thành bên nguyên khiếu kiện Bộ Tư pháp về FBI bởi ông là người bị thiệt trong vụ này. Hồ sơ đã bị một bên mang đi khỏi chỗ đã lưu trữ, nó có thể bị tranh cãi về tính đáng tin cậy và trong đó kể cả những thứ thuộc quyền tư ẩn của cá nhân được hiến pháp quy định. Hôm qua ngày 29 tháng 9 năm 2022, ông nhận được một thắng lợi nữa, tính ra là chiến thắng thứ sáu. Xin lỗi không phải tin từ đài vẹt ngữ chuyên chống Trump, mà là từ đài NTD, một đài trình bày bằng nhiều ngôn ngữ và rất là trung thực đã cho hay. Một tài liệu đặc quyền trong các tài liệu ở Malago bị thu giữ có thể đã lọt qua các kẻ hở. Một lần nữa, đó là theo một hồ sơ gần đây do nhóm của ông Trump để trình vào thứ tư. Nhóm này tuyên bố các nhà điều tra đã nhìn thấy một email có thể là thuộc về đặc quyền. Họ nói rằng đây là lần thứ ba chính phủ không ngăn các nhà điều tra xem các hồ sơ đặc quyền. Theo hồ sơ mà chính phủ đã xác định email là không có đặc quyền. Và trong nhiều hồ sơ pháp lý khác, thẩm phán Alien Cannon đã ký một lệnh hôm thứ Năm theo phía ông Trump. Bà thẩm phán Cannon đồng ý rằng ông Trump không cần phải xác nhận tính chính xác của danh sách tài sản của chính phủ nhóm của ông Trump đã tuyên bố rằng chuyên gia đặc biệt không có thẩm quyền yêu cầu tuyên thệ. Và theo lệnh mới, thẩm phán Raymond Derry, chuyên gia đặc biệt có thời hạn chấm dứt công việc được giao cho đến ngày 16 tháng 12 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mấy cậu luật sư, tiến sĩ, bình luận gia ba lát chống Trump vội vàng hô lên là ông Trump bị kiện tứ tung, chẳng hạn ông Trump gian lận thuế, xin lỗi, có lẽ các cô cậu tưởng tượng kiểu cù lần rằng là ông Trump tự tính thuế như là các chủ quán tiệm tạp hóa nhà quê trong khi ông là CEO của cả lô công ty có cả dàn luật sư và hãng chuyên môn làm thuế chịu trách nhiệm cho ông các cô cậu hô lên kỳ này là ông Trump chết chắc rồi vì ăn cắp tài liệu bí mật quốc gia nè ăn cắp tài liệu nguyên tử nè vi phạm luật gián điệp vân vân ông sẽ vào tù sẽ mất hết lần này chắc là ông phải trả giá giá gì thì không biết nhưng cái giá cho những cái láo mà họ đã dựng lên mấy năm qua là có thể nhìn thấy. Anh nói một cách hồ đồ sẽ tự khoe cái dốt của mình, bởi căn bản là chỉ nhìn thấy ông Trump như là một thể nhân, được cánh tả miêu tả rất là xấu xí, mà không nhận ra tư cách pháp nhân và quyền hạn của một ông tổng thống trong khi làm việc, và là cựu tổng thống sau khi nghỉ việc. Thù ghét quá mức khiến người ta trở nên hoang tưởng. Ở thế kỷ 21 mà cứ tưởng như là mình ở thời quân chủ, bị FBI đột kích thì cho ngay là ông có tội nhưng sự thật có phải hoàn toàn như thế hay không? Có bốn sai lầm mà khiến các cô cậu cuồng chống trầm mù tịt và nói ba lap. Thứ nhất, cái mà họ có thể đã quên là ông Trump không phải là người mất quyền công dân. Làm gì có chuyện ông ngậm miệng chịu trói đi dễ dàng như vậy và có lẽ các cô cậu cũng không nghĩ thêm rằng ông Trump sẽ khiếu kiện trở lại như thế nào. Thứ hai là các cô cậu không đặt câu hỏi Bộ Tư pháp và FBI có hoàn toàn đúng theo hiến pháp hay không? có lý do xác đáng để làm như thế hay không? Có cần thiết phải làm rùng biên, xấu hổ cả nước? Chưa từng có như thế hay không? Đây lại là những câu hỏi lớn cho thấy sự kiện mới chỉ là bắt đầu, chứ chưa phải là kết thúc. Thứ ba là đảng Dân Chủ hay ca một vế đầu là không ai được ngồi trên pháp luật. Các cô cậu đã thường bỏ quên cái vế thứ hai. Vế đầu là không ai được quyền ngồi trên pháp luật. Và vế thứ hai là ai đã ngồi trên pháp luật vẫn còn là một câu hỏi mà. Người ta thường bị đánh lận rằng người nêu lên không phải là người ngồi trên pháp luật. Thật là mỉa mai có phải không? Và các cô cậu quen chống trăm không cần có tòa án, cứ tự phán luôn rằng là ông Trâm ngồi trên pháp luật. Và nếu các cô cậu mà tham gia vào băng xử án ở tòa án Sân Đình vào năm 45-54, thì chắc xác cái dòng vô tội đếm không sửa đâu, có phải không? Cái sai lầm vội vàng thứ tư là rốt cuộc ai sẽ là nguyên đơn thật sự. Nhìn có vẻ như Bộ Tư pháp và FBI là nguyên đơn. Ông Trâm có vẻ giống như là chứ chưa phải là người có tội và ông sẽ trở thành nguyên đơn bởi lẽ tự nhiên hồ sơ là thứ đang bị tranh chấp nó không thể do một bên tự quyết được ở đâu và thời nào cũng vậy có áp bức thái quá thì sẽ có đấu tranh đòi công bằng người ngay có khi còn bị giật dây đấu tranh vì những vu cáo giả hiệu huống hồ chi nếu bạn biết bạn không làm gì sai có phải không và chỉ ở nước độc tài chính phủ mới có thể trấn áp một cách hoàn toàn khiến người ta phải im lặng chịu đựng bất công còn ở Hoa Kỳ, dù chính trị có quá quát đến đâu, thật ra vẫn chưa có đủ khả năng đó đâu. Cái lẽ tức nước vỡ bờ là điều nhất định sẽ có. Cho nên chỉ cần chờ xem. Và chỉ có kẻ hồ đồ mới vội vàng hỉ hả kết tội mà thôi. Muốn xét đón về mặt trận pháp lý Tổng thống Trump đã làm gì và đã thắng bại ra sao? Ta phải xét. Thứ nhất, cốt lõi của sự việc là hồ sơ. Thứ hai là thành phần nhân sự có liên quan. Và thứ ba là mục tiêu chính trị hay là pháp luật đã để ra mọi vấn đề xét kỹ ba yếu tố căn bản này thì mới thấy kết quả sẽ ra sao không xét mà cứ kết luận chỉ là chủ quan theo cảm tính thứ nhất là xét về cái gốc là hồ sơ sau khi một bên fbi đã đột kích và hốt hồ sơ mang đi hồ sơ không phải là sản phẩm như là cà lê mỏ lết có hình thù rõ ràng mà là những thứ có giá trị đặc biệt trừu tượng và dễ bị xâm phạm và khi hồ sơ là cốt lõi của vấn đề đã sang tay giành quyền sở hữu một bên tự thọc tay vào thì ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và độ tin cậy thì nó lập tức rơi vào thế tranh chấp kiểu này thì bình dân thường hay nói là bùa ai vẽ nấy đẹp bất kỳ ai cũng vậy không riêng gì ở phía ông trump dĩ nhiên ông không thể đặt hết niềm tin vào đối phương dù là cơ quan của chính phủ bởi ông đã bị đối xử khác thường trong mấy năm qua và ngay trong vụ này khi đã bị chặn lại và khiếu kiện thì ắt phải có trọng tài điều này rất dễ hiểu có phải không thế mà tại sao các cô cậu chống trump lại không hiểu học tiếng việt như là một sinh ngữ hai vui lòng góp tay bấm vào video học tiếng việt khi nó xuất hiện ở trên màn ảnh ở cuối video góc trái ở trên và bấm vào subscribe để duy trì tiếng việt dù không học tiếng việt quý vị và các bạn có thể giúp một tay bấm vào subscribe để cổ võ và duy trì chương trình này hoặc là nhấp chuột vào link ở comment đầu tiên của diễn đàn video sẽ hiện ra để quý vị giúp cho một tay bấm vào subscribe Nhờ quý vị và các bạn, con số hôm nay đã lên được 915. Rất mong sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị và các bạn. Rất và rất mong. Nếu mỗi người có lòng giúp một cái nhấp chuột ngay bây giờ, thì video sẽ có điều kiện yêu cầu là 1.000 trong vài tiếng ủng hộ thôi. Xin đa tạ. Và cuộc chiến pháp lý bắt đầu từ đó và diễn ra như sau. Phía Tổng thống Trump thì đề nghị một chuyên gia đặc biệt xem xét hồ sơ để phân định cái nào của ai. Bộ Tư pháp của chính quyền ông Biden liền phản bác rằng là ông Trump không có quyền đòi chuyên gia đặc biệt xem xét phân loại hồ sơ. Và vì lý do nữa là họ đã bắt đầu xem xét thanh lọc các hồ sơ, cũng như việc hoàn lại tài sản không nằm trong phạm vi của trác khám xét và lệnh cấm tạm thời. Bởi vì tài liệu này thuộc về chính phủ và rằng Tổng thống thứ 45 không có yêu cầu hợp lệ về đặc quyền hành pháp do Bộ Tư pháp, tức là thuộc nhánh hành pháp. Và như vậy sau cùng thì họ sai hay đúng. Về việc Tổng thống Trump yêu cầu một chuyên gia đặc biệt, một cậu chống Trump trên một đài dân chủ gốc Việt, đã tự tố cáo cái kém cỏi của mình với một cái tựa nghe rất là ba lát đó là bất ngờ không thể tin nổi ông trump tung quả mù để lách luật <laughs> rốt cuộc quả mù hay là quả thật để rồi mấy ngày sau bộ tư pháp cũng phải xuống thang đồng ý cho chuyên gia đặc biệt thẩm phán quyết định đáp ứng yêu cầu của một công dân trong tình trạng có thể bị bất hại là vi hiến là phi pháp à nếu vậy thì thông minh cỡ này chắc bán cũng được khá tiền đấy việc đã xảy ra có thể xét thấy 10 nhược điểm của trận đột kích ảo ạc vào tư gia của Tổng thống thứ 45. Số 1 là ông thẩm phán Majestic Church ký lệnh đột kích là người đã từng ủng hộ phía Dân Chủ, đã từng ủng hộ ông Obama, đã từng phải tự rút lui khỏi các vụ kiện có liên quan tới Tổng thống Trump vì ông đã tỏ ra thiên vị, phê phía, xung đột lợi ích. Nhưng tại sao ông lại ký lệnh cho cuộc đột kích vào tư gia của Tổng thống Trump? Số 2 là ông Trump đã đối xử rất tử tế, không hề phản đối, sẵn sàng giao tài liệu mà Sở Văn Khố Quốc gia cho rằng phần của họ nặng hơn. Phía của ông Trump làm theo yêu cầu cho thêm ổ khóa an toàn hơn và hứa sẽ thêm và hứa sẽ đưa thêm hồ sơ nào mà họ cần giữ. Không thể buộc tội ông cản trở cái gì gì cả. Đó là cựu tổng thống có tư cách pháp nhân của cựu tổng thống, chứ không phải là nhân viên quẹt. Số 3. Ông sẵn sàng hợp tác, không có ý định ngăn cản nào, thì tại sao Bộ Tư pháp phải dùng vũ lực? Số 4. Từ đó phía ông Trump đủ lý do đã trình dẫn tu chính án thứ tư, bảo vệ quyền công dân đã bị vi phạm nghiêm trọng, nhất là họ lục đến tủ quần áo của phụ nữ, cựu đệ nhất phu nhân và cậu con trai 16 tuổi, và lấy đi những thứ đặc biệt thuộc về quyền tư ẩn cá nhân được hiến pháp bảo vệ, như là passport, hồ sơ sức khỏe, hồ sơ thuế, có cả di chúc, theo như Tổng thống Trump đã báo cáo. Điều này rất là nguy hiểm và ai là người sẽ chịu trách nhiệm cho những tai hại có thể xảy ra cho gia đình người chủ. Đây có phải là một bước quá trớn hay không? Số 5 đến tấm hình chụp hồ sơ trên sàn nhà đã không làm giảm uy tín chính trị của ông Trump mà ngược lại gây mất uy tín, giảm đi giá trị của lệnh đột kích. Bởi chỉ có các cô cậu nhắm mắt trong Trump mới tin rằng nhà vàng như là ma a mà lại không có bàn ghế và một ông Trump CEO tỷ phú và là tổng thống có thể ngồi bệt dưới nền nhà để lựa tài liệu như là các chị em lựa ve chai. Một đài thổ tả Mỹ đã nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại rằng là ông Trump lựa tài liệu một mình. Ông Trump xé tài liệu bỏ bồn cầu, những hình chụp bồn cầu giống ở apartment hạng bét. Một điều tệ hại khác, Tổng thống 45 đã nêu lên là họ không quan tâm gì đến việc sắp xếp lại vật dụng của chủ nhân như cũ. Đến số 6 là FBI không cho luật sư của Tổng thống Trump, những người luôn túc trực ở tư gia khi gia đình của ông đi nghỉ mát, được đi theo để giám sát việc lục xét của họ và họ còn bảo test camera. Tại sao lại không rõ ràng đến như thế? Số 7. Sự lùng sụp khắp nơi không phải là nơi kho chứa tài liệu được hai bên ấn định và được khóa theo yêu cầu, mà cả trong nơi riêng tư của phụ nữ, như phòng của bà đệ nhất phu nhân Melania Trump hay là phòng của cậu con trai Barron. Hình ảnh một ông Trump xấu xa đến mức có thể ăn cắp và giấu tài liệu ở khắp nơi như thế, chỉ được in lại trong trí của một số người chống Trump mà thôi. Nhưng người bình thường sẽ nghĩ ngược lại, ông Trump càng rõ là một nạn nhân và sẽ được họ bên vật mạnh hơn. Số 8. Nói rằng nhà ông Trump không được an toàn để buộc tội là không vững lý chút nào. Bởi Malago không phải là một căn hộ dễ dàng vào ra. Cảnh vệ và mật vụ bảo vệ gia đình của cựu tổng thống Trump có thể nhiều hơn nhà của các cựu tổng thống trước. Số 9. Các câu cậu chống Trump chắc đã quên rằng bên cạnh tổng thống còn có luật hồ sơ tổng thống. Hồ sơ của tổng thống được quy định theo đạo luật hồ sơ, President Record Act, PRA, ngày 4 tháng 11 năm 1978, ông Trump cũng như mọi tổng thống khác đều có quyền sở hữu và lưu trữ hồ sơ phục vụ quốc gia của mình. Dĩ nhiên trong đó có cả hồ sơ mật được chính ông là người có quyền giải mật. Số 10. Trong 44 đời tổng thống trước, khi việc phân chia hồ sơ không rõ ràng, có gì trục trặc thì hai bên, Nara và tổng thống, thương lượng để phân chia. Nhưng nay, chính phủ của Dân Chủ đã cho thấy Họ xem Tổng thống Trump như là kẻ xa lạ từ bên ngoài, trong khi ông ta là thành viên trong gia đình của chính phủ của một quốc gia, bởi tất cả các tài liệu mật đều qua tay của ông và ông có quyền giải mật, khác với chính phủ của Hoa Kỳ thời Tổng thống Trump đã đối xử với Tổng thống Obama trong việc chia hồ sơ hay là tài liệu này. Và vì sao họ lại là làm như thế đối với Tổng thống Trump? Trải qua 7 năm, quý vị và các bạn bình dân dĩ nhiên đã dư biết câu trả lời nhưng các cô cậu thù ghét thì khác. Nói bậy không hốt lại được cũng cứ nói. Điển hình như là vụ thông đồng với Nga, họ chửi hết nước bọt, quá ra thì phía mình làm hết. Nhưng xin lỗi đồng bào dù một câu cũng chưa bao giờ có, có phải không? Và thưa quý vị và các bạn, một khi không nhận ra ông Trump là thành viên của gia đình chính phủ Hoa Kỳ, là người đã từng vào ra và dùng tài liệu mật này trong khi phục vụ đất nước và có quyền giải mật tài liệu mà không nhất thiết phải theo một giao thức nào thì các cậu chống trump mới rơi vào một chuỗi suy luận kiểu cù lần xin mượn từ bình dân một chút ba lát tiếp theo rằng là ông trump ăn cắp tài liệu mật bởi vì ăn cắp chỉ dùng cho người ngoài vào lén lấy phẩm vật không dính líu tới mình và không được cho phép trong khi vấn đề hồ sơ ở đây chỉ là tổng thống và sở văn khố phân chia không rõ ràng ông mang đi có cả đoàn đội mang đi giữa thanh thiên bạch nhật chứ không phải là lén lút và cũng cậu chống trump nói trên tự tố cáo mình trên tv và youtube với cái tựa rằng bất ngờ không thể tin nổi cựu tổng thống trump ăn cấp tài liệu bí mật quốc gia có lẽ bình dân nên sửa lại rằng bất ngờ tôi tự tố cáo cái thiếu hiểu biết của mình thật ra bình dân chưa thấy thời nào người ta có thể nói bậy một cách tự nhiên như thời nay thưa quý vị và các bạn nhân đây xin nhắc quý vị và các bạn hiện nay một vài kênh youtube đã dùng lại audio của vĩnh tường khi quý vị và các bạn gặp trường hợp này thì xin mời ghé vào diễn đàn độc lập vĩnh tường diễn đàn chính youtube gốc để ủng hộ giúp cho diễn đàn tồn tại với youtube mới có thể phục vụ lâu dài cho quý vị và các bạn ở diễn đàn youtube chính có đầy đủ video báo chí tài liệu và hình ảnh dẫn chứng xin đa tạ quý vị và các bạn từ 10 khuyết điểm nằm trong bản chất của sự việc vừa nêu, mà tòa án dù có nghiêng bên nào cũng phải chấp nhận yêu cầu một bên thứ ba làm trọng tài, đó là chuyên gia đặc biệt. Và chuyên gia đặc biệt này làm gì? Chuyên gia đặc biệt xem xét, phân định hồ sơ, mật hay là tuyệt mật, đã giải mật hay là không mật đường gì hết, vân vân Và mẫu thứ thuộc về bên nào? Một khi chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm, thì vụ đột kết Malago đã nghiễm nhiên trở thành việc phân chia tài liệu làm sao cho rõ ràng mà thôi. Đối với một thể nhân Trump, các cô cậu thù ghét cứ nhắm mắt chống Trump, có thể nói bậy hay là cho rằng vi phạm lung tung tội tùy thích. Nhưng khi nhận ra tư cách pháp nhân, một tổng thống 4 năm và cựu tổng thống của Hoa Kỳ cùng với sở văn khố quốc gia là hai ông chủ của đóng hồ sơ ấy, thì lập tức mình loài cái đuôi là không hiểu gì cả. Khi trọng tài làm rõ phần nào của ai, thì xong việc nói gì thì nói chẳng có giá trị gì cả và xin lặp lại vấn đề ở đây là lành ranh phân chia tài sản không phải như là tiền bạc hay là vật dụng cụ thể mà là những thứ trừu tượng thuộc về tinh thần cho nên thường không có được rõ ràng nếu có trục trặc bất đồng thì xưa nay là hai bên đánh giá lại và thương lượng như là chia của trong ôn hòa dựa trên nguyên tắc căn bản tổng thống là thành viên trong gia đình của chính phủ quốc gia trừ khi một bên vì lý do gì đó đã phá vỡ nguyên tắc này và xem bên kia là đối thủ hay là kẻ thù nghịch. Sự phân chia ôn hòa ở cấp độ lãnh đạo quốc gia còn mang biểu tượng tốt đẹp của nền dân chủ. Nhưng đáng tiếc, sự đột kích đã làm tổn hại đến giá trị 245 năm của nền Cộng hòa. Theo lẽ thường là đánh giá những phần có sự tranh cãi, cái này hay là cái kia có mấy mươi phần trăm giá trị thuộc về hồ sơ tổng thống hay là của NARA, tức là Sở Văn khố Quốc gia nói đùa cho vui và dễ nhớ. Và nếu tài liệu 50-50 thì tao quánh tù tì là sao? Có gì đâu mà phải xem như là kẻ thù. Trong khi đấu phương rất là tử tế trong vụ này chứ. Cứ hỏi thử xem có bao nhiêu đời tổng thống sự phân chia này hoàn toàn là rạch ròi trong nhà pha lê hay không? Ai bảo đảm như vậy thì cứ dơ tay cao lên cho chúng ta xin học. Và sự tình đơn giản có vậy thôi. Và bây giờ nói đến những chiến thắng của tổng thống Trump như thế nào? Số một là sau cuộc đột kích của Bộ Tư pháp và FBI áp lực dư luận quá lớn. Ba ngày sau thì Bộ trưởng Tư pháp mới phải ra thừa nhận chính ông phê duyệt cho cuộc đột kích. Và thứ hai là tin tức xì ra ngoài cho các hãng tin cánh tả viết rằng từ những nguồn tin ẩn danh nào là đồn đoán về tài liệu nguyên tử, tài liệu mật, tuyệt mật đủ thứ loại hay là ông Trump phạm tội gián điệp nước ngoài rồi các cô cậu chuyên gia Mỹ Việt giải thích luận tội đến 3 năm, 20 năm tù, vân vân về phần Tổng thống Trump thì ông lên tiếng trên mạng xã hội chỉ trích gay gắt, không một chút do dự. Ông nói rằng đã có những cuộc săn lùng phù thủy, lừa đảo, âm mưu gian dối như là các vụ trước, chẳng hạn như dựng chuyện thông đồng với Nga, rồi Mueller điều tra đặc biệt, luận tội lần một, luận tội lần hai, vân vân Và áp lực dư luận tiếp tục gia tăng. Bộ Tư pháp phải đáp ứng đòi hỏi kế tiếp là phải công khai tờ tuyên thệ cho lệnh đột kích. Và đây là chiến thắng thứ nhất, tờ tuyên thệ lệnh đột kích đã phải công khai bộ thư pháp đã xuống bậc thang thứ nhất đáp ứng đòi hỏi của dư luận quần chúng những tờ tuyên thệ đưa ra lại bị bôi đen hầu như không cho biết trong đó có gì đặc biệt tức là đáp ứng không đầy đủ và dĩ nhiên sự việc không thể dừng ở đó được tờ tuyên thệ che đậy nhiều quá người dân càng thấy bị xúc phạm càng ngờ vực hơn và áp lực càng lớn hơn đảng dân chủ đã mất uy tín nhiều hơn trong việc nắm quyền lực và dùng quyền lực đã bôi đen luôn cả trang sử của hoa kỳ ngoại trừ số cuồng chống trâm còn lại thì chưa chắc toàn bộ người ủng hộ dân chủ đồng ý. Phong trào MAGA cứu nước nhờ đó mà được hưởng ứng mạnh hơn. Và từ đó có những bước thang buộc phía Bộ Tư pháp, chính phủ ông Biden tiếp tục bước xuống. Trong giai đoạn đầu, Tổng thống Trump đã làm đúng, làm tròn phận sự của một thành viên trong gia đình chính phủ của Hoa Kỳ. Là tử tế, hoan nghênh đón chào, cần gì thì cho biết ông sẽ giao cho, cần thiết lắm thì ngồi lại thương lượng, như 44 đời Tổng thống trước. Nhưng đột nhiên ông đã bị ngược đãi đã bị xem như là người ngoài, như là một đối thủ, như kẻ bị truy nã, cho nên cơ hội thương lượng đã mất và thay vào đó là quá trình pháp lý. Và khi đã phải bước vào pháp lý, thì phải phân định bên nguyên, bên bị. Ông Trump đã khởi khiếu nại, tức là ban đầu ông bị xem là bên bị, nhưng ông đã trở thành bên nguyên cao. Tiếp theo thì phía ông Trump có lý do để đòi Bộ Tư pháp không được một mình tự ý xem hồ sơ đã thu giữ và đòi phải có một chuyên gia đặc biệt trung lập tức là trọng tài có khả năng để đánh giá hồ sơ bị thu giữ. Phía Bộ Tư pháp liền phản đối và cho rằng ông Trump đang bị điều tra, đã bị Tước Mất đặc quyền hồ sơ tổng thống do bà Debra Stidow quản lý Sở Văn khố Quốc gia đã theo ý chỉ của người ngồi ghế tổng thống hiện nay là ông Biden. Phía tổng thống Trump cũng đã chỉ trích sự phản đối này của Bộ Tư pháp, còn phía Bộ Tư pháp thì đe dọa sẽ kháng cáo lên tòa án thứ 11 nếu bà thẩm phán Keenan chấp thuận đề nghị của ông Trump. Thẩm phán Alien Canyon không vì sợ dân chủ và truyền thông bất lương chỉ trích tấn công và các cô cậu cuồng chống trầm gốc việc khua chiên gõ mỏ. Bà có đủ lý do theo pháp luật để chấp thuận yêu cầu của phía ông Trump và bà yêu cầu hai bên đề xuất chuyên gia đặc biệt để bà dược xét và quyết định. Lúc bấy giờ, Bộ Tư pháp đã đuôi lý, không thể phán bác yêu cầu của phía Tổng thống Trump nữa và đề nghị hai người có thành tích nghiêng về phía của mình. Và phía Tổng thống 45 cũng đề nghị hai người Ông Biden đã lấy quyền riêng của mình, cắt bỏ đặc quyền của Tổng thống 45 không có trong pháp luật, không có trong hiến pháp, và điều này kể như vô hiệu hóa. Cũng như chính ông giáo sư luật dân chủ Dershowitz đã nói trên Just the New ngày 23 tháng 8 về sự sai trái của chính phủ ông Biden, và ông tuyên Tôi bố sẽ đứng ra ngắn đường, đường nếu các quyền của ông Biden tự ý các đặc quyền của đấu thủ chính trị Donald Trump. Trump. Như vậy đến đây, Tổng thống Trump đã thắng trận thứ hai. Tòa án đã chấp thuận bổ nhiệm chuyên gia độc lập là hoàn toàn công bằng hợp lý. Tiếp theo, sau khi cân nhắc dành coi giữa Bộ Tư pháp của chính quyền Biden và Tổng thống thứ 45, thẩm phán Alien Kenyon đã bổ nhiệm một thẩm phán liên bang cao cấp ở Brooklyn, ông Raymond Derry, do phía Tổng thống Trump đề nghị, làm chuyên gia đặc biệt, độc lập, đánh giá các tài liệu mà FBI đã lấy đi từ tư dinh ở Florida của Tổng thống 45, Donald Trump. Như vậy, Tổng thống thứ 45 đã thắng trận thứ ba là chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm vào ghế. Hơn thế nữa, chuyên gia do phía Tổng thống Trump đề nghị, ông Raymond Derry, Bộ Tư pháp cũng đồng ý việc chọn chuyên gia đặc biệt này. Các ứng viên có lịch sử chống Trump do phía Bộ Tư pháp chính quyền của Dân chủ đề cử đều bị loại. Tiếp theo thì Bộ Tư pháp đã nỗ lực đòi tiếp tục điều tra gọi là hình sự qua các tài liệu mà họ đã lấy đi từ Mar-a-Lago ngày 8 tháng 8 năm 2022 thẩm phán Alien Canyon phủ quyết luôn nỗ lực này của Bộ Tư pháp. Bởi vì hiện trạng đã đến bước không còn thuộc quyền một phía muốn làm gì thì làm nữa. Như vậy, Tổng thống thứ 45 đã thắng trận thứ tư là thẩm phán Canyon đã đình chỉ nỗ lực điều tra gọi là hình sự của Bộ Tư pháp và cũng đã bác bỏ các lập luận của Bộ Tư pháp cho rằng những tài liệu này hoàn toàn thuộc về chính phủ và rằng bởi vì ông Trump không còn là tổng thống nên không thể yêu cầu đặc quyền hành pháp bà quyết định chấm dứt việc một bên Bộ Tư pháp tự thọc tay vào, tự xem xét hay là chọn lựa. Bởi lý do dễ hiểu là hồ sơ đang bị chặn lại là mấu chốt của mọi vấn đề, bây giờ đã trở thành vật dụng đang bị tranh chấp. Nếu chỉ có một bên thao tác thì dĩ nhiên sẽ làm mất tính toàn vẹn và độ tin cậy của nó. Đây là điều rất dễ hiểu từ lẽ phải tự nhiên, common sense. Không phải như các cô cậu chống Trump nói bậy sao cũng được. Tổng thống Trump cũng đã nêu lên mối lo ngại liệu hồ sơ có bị cài cái gì hay không. Cũng như dân gian Việt Nam hay nói, mùa mình vẽ, mình đeo là chuyện thường xảy ra. Tiếp theo, chúng ta xem nhiệm vụ của chuyên gia đặc biệt thì sẽ biết Tổng thống 45 tháng tiếp và cuộc chiến pháp lý sẽ kết thúc ra sao. Ông Derry được giao nhiệm vụ xác nhận rằng vật phẩm có trong bản kiểm kê tài sản chi tiết thể hiện mức độ đầy đủ và chính xác của tài sản bị tịch thu, vốn có thể bao gồm việc thu thập các bản khai hữu thể từ nhân viên của Bộ Tư pháp tức là kiểm tra, xác nhận độ chính xác giữa tờ khai vật phẩm đã lấy đi và kèm lời tuyên thệ. Nhiệm vụ khác của ông là đánh giá đặc quyền đối với các tài liệu bị thu giữ và đưa ra kiến nghị với tòa án về bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên, có nghĩa là làm rõ lành ranh phân chia tài liệu thuộc bên nào. Ngoài ra, ông còn được giao nhiệm vụ là xác định các tài liệu và vật dụng cá nhân, cũng như là hồ sơ tổng thống và đưa ra các kiến nghị với tòa án về bất kỳ tranh chấp phần loại nào. Ông cũng sẽ đánh giá bất kỳ khiếu nại nào của các luật sư phía ông Trump về việc hoàn lại tài sản theo quy tắc 41G của quy tắc tố tụng hình sự liên bang và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bổ sung nào do tòa án giao theo các lệnh sau này. Theo tin từ Reuters ngày 21 tháng 9, Bộ Tư pháp cũng đã tìm cách ngăn chặn trọng tài độc lập Derry kiểm tra khoảng 100 tài liệu mật nằm trong số 11.000 hồ sơ được thu giữ trong cuộc đột kích vào ngày 8 tháng 8. Ông Derry cũng nói lại, nếu chính phủ cung cấp cho tôi bằng chứng sơ bộ, tức là một thuật ngữ pháp lý, có nghĩa là một sự thật được cho là đúng trừ khi bị bác bỏ, rằng là điều này đã được phân loại mật và bạn quyết định không đưa ra yêu cầu giải mật. Theo như tôi lo ngại, đó là chấm hết. Ông Derry đã nói với họ, bạn không thể tự làm bánh và tự ăn câu này tương tự như câu tục ngữ mà chúng ta đã vừa nói là bùa mình vẽ mình đeo thẩm phán ca nhìn cũng viết tiếp rằng tòa án không thấy thích hợp khi chấp nhận kết luận của chính phủ về những vấn đề quan trọng và đang bị tranh chấp này mà không có sự xem xét sâu xa hơn của bên thứ ba trung lập theo cách nhanh chóng và có trật tự phía luật sư của bộ tư pháp đã viết trong một hồ sơ rằng là nguyên đơn tức là ông tổng thống một lần nữa ám chỉ rằng ông ta có thể đã giải mật hồ sơ trước khi rời nhiệm sở Tuy nhiên, như trước đây, nguyên đơn không thể hiện rõ ràng rằng ông ta thực sự đã thực hiện bước đó. Nhưng Tổng thống Trump đã nói rất nhiều lần trên True Social và mới đây vào ngày 21 tháng 9 năm 2022 trên Fox News, ông đã trả lời phỏng vấn của Hannity rằng ông đã giải mật tất cả. Hannity đã hỏi, có quy trình để giải mật hồ sơ hay không? Ông trả lời như sau. Tôi hiểu nó không phải là một quy trình. Bạn biết có những người khác nhau nói về những điều khác nhau, nhưng theo tôi hiểu, không nhất thiết phải như vậy. Nếu bạn là Tổng thống Hoa Kỳ, bạn có thể giải mật chỉ bằng cách nói rằng nó đã được giải mật, thậm chí bằng cách suy nghĩ về nó. Bởi vì bạn đã gửi nó đến Malago hoặc là đến bất cứ nơi nào. Bạn đang gửi nó đi và không cần phải có một quy trình. Có thể có quy trình, nhưng không nhất thiết phải có. Bạn là Tổng thống, bạn đưa ra quyết định đó. Vì vậy, khi bạn gửi nó đi, thì nó đã được giải mật. Vậy thì các cô cậu muốn cãi thì hãy làm tổng thống rồi sẽ biết quyền hạn tới đâu. Và đến đây thì chúng ta đã thấy, như thế là tổng thống 45 đã thắng trận thứ năm Đó là từ vị trí tưởng chừng như là phạm nhân đang bị truy nã, bây giờ đã chính thức được công nhận là nguyên đơn. Bệnh dân nghe mấy anh truyền thông chống trầm bình luận đủ thứ tội, có lẽ phải quay chừng cái thùng lua giống. Nói về việc Bộ Tư pháp đã kháng nghị lên tòa phúc thẩm thứ 11, có trụ sở tại Atlanta. Thẩm phán Alien Canyon đã cấm bộ tư pháp sử dụng các tài liệu mật cho đến khi trọng tài, tức là chuyên gia độc lập, xem xét các tài liệu để loại bỏ bất kỳ điều gì có thể được coi là đặc quyền và bị cấm đối với các nhà điều tra. Tòa phúc thẩm 11 cuối cùng đã chấp nhận cho giải bớt một phần lệnh của thẩm phán Canyon và đồng ý đảo ngược một phần, tức là một phần lệnh của tòa cấp dưới đã yêu cầu chính phủ giao các hồ sơ có đánh dấu phân loại mật để chuyên gia đặc biệt xem xét khác với trường hợp của bà hillary clinton dân chủ bà là viên chức có hạn chế về hồ sơ mật không có quyền giải mật hồ sơ nhưng lại lấy đi và sau đó lại đập bỏ các thiết bị để xóa nhưng lại không có bị đột kích hay là bắt tội gì rao vậy việc còn lại trong cuộc chơi này rốt ráo là gì nhưng điều mà diễn đàn của chúng ta đã nói từ lúc bắt đầu rằng là rốt cuộc chỉ là cuộc chia gia tài giữa hai ông chủ tổng thống trump và sở văn khố của quốc gia không rõ ràng Bây giờ phải nhờ chuyên gia đặc biệt đánh giá và phân định. Có vậy thôi chứ có tội gì mà các cậu cuồng chống Trump mừng khấp khởi, nằm mơ giữa ban ngày. Bình luận bình lạo là tội lung tung chứ. Và để kết thúc, mong sao các cô cậu chống Trump sớm nhận ra vấn đề để tai mắt dân lành bớt khổ. Chính trị hay lộn xộn nhất là bầu cử sắp tới. Bình dân hãy bình tĩnh kẻo trung kế. Trước đây đã nói ông Trump sẽ không có tội gì cả và chỉ thiếu một điều hôm nay xin nói tiếp đó là rốt cuộc cá nhân tổng thống trump chỉ bị một năm tản tài và cung điền trạch bị xâm phạm mà thôi sang năm ba cung mệnh tài quan của tổng thống trump sẽ sáng sủa trở lại chính trị mưu cần sâu thì lầm càng to cử tri ủng hộ ông trump đã không mất nhiều ý khí mà sĩ khí cứu nước bùng phát lại mạnh hơn cử tri chưa ủng hộ cứu nước bây giờ đã thấy rõ và quay đầu tìm bờ đã biết trước gió bão càng lớn thì nên bình tĩnh mà nhận định lợi hại bao nhiêu thuộc về ai và chuẩn bị sau cơn mưa trời sẽ sáng và ta sẽ làm gì. Và kỳ sau chúng ta sẽ nói đến những cái mắc kẹt nào đã dẫn đến vụ đột kích. Và đột kích rồi thì rắc rối theo lễ trời đâu cũng hoàng đấy mà thôi. Và cuộc nói chuyện với bệnh nhân kỳ thứ 266, Tổng thống thứ 45 chiến thắng pháp lý và một năm chỉ hao tài mà thôi. Đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bệnh dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới nếu chưa từng làm. Khi thấy nó đã trở thành màu xám thì kể như quý vị đã làm xong. Nếu lỡ bấm hai lần nó trở lại màu đỏ thì bấm lại một lần nữa. Quý vị thích tiếp tục được xem thì vui lòng bấm cho cái like, chia sẻ và viết comment càng nhiều càng tốt. Để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục YouTube, nhớ bấm vào nút chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.